Chào các bạn, video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái máy game PS3 và sẽ chơi thử một vài game trên máy PS3. Giới thiệu khái quát về cái máy PS3 này thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Cái đường link mua hàng mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng hoặc có thể là liên hệ Zalo trực tiếp với mình. Thì các bạn liên hệ mua hàng trực tiếp Zalo với mình thì giá nó sẽ rẻ hơn bên Shopee với Lazada nha các bạn. Thì bên kia nó tính thuế, tính phí nó sẽ cao hơn một tí. Các bạn có nhu cầu mà hack máy hoặc là chip game hoặc là sửa máy cứ nhắn Zalo với mình, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì cái máy PS3 khi các bạn mua sẽ kèm là hai tay cầm, cái nguồn và ổ cứng là 500GB và mình sẽ bảo hành 3 tháng và sẽ hỗ trợ các bạn suốt đời. Thì có một số bạn sẽ hỏi là tại sao cái máy PS3 nó mắc thế anh, và mình nói luôn thì vẫn câu nói cũ thôi, tiền nào của đó. Thì tầm 2 triệu thì các bạn cũng có thể là mua được máy PS3 rồi các bạn. Nhưng mà cái vấn đề này là gì? Là cái chất lượng dịch vụ. Bạn mua một cái máy quan trọng nhất là cái dịch vụ mà chăm sóc khách hàng. Bạn mua cái máy quan trọng là có cái game gì, và khi mua cái máy nó sẽ được bảo hành này như thế nào. Thì hiện tại bây giờ đó, cái máy PS3 đó, nếu mà các bạn mua ngoài thị trường đó thì bạn sử dụng qua tay rất là nhiều lần, thì cái thường á, thì cái máy nó sẽ bị chết chip hoặc là chết HDMI rất là nhiều. Hiện nay tình trạng máy bị để đó rất là nhiều, và mình á, không có bán những cái hàng mà mua đi bán lại, nói chung là vậy. Thì mình á, chỉ về những con máy mà từ Nhật về hả các bạn, PS3 hàng Nhật về, thì đồ Nhật các bạn biết rồi, chất lượng rất là tốt đúng không, cầm cái máy rất là đã các bạn, nó khác so với máy mình sử dụng này nhiều nên độ bền khá là cao. Và khi mà cái game máy PS3 thì mình sẽ cài cho các bạn là game PS1, PS3 và game bút nút, game hùng, game boy, game internet. Thì các bạn có thể mua ở đâu cũng được mà, mình đâu có ép các bạn phải mua của mình đúng không, mình luôn cho các bạn sự lựa chọn, tùy các bạn chọn thôi. Thì cơ bản trên cái máy này á, mình đã cài một số sẵn game hay cho các bạn rồi, game PS3 và game PS1, game bút nút đồ cái kiểu, và có luôn cả cái app tải game rồi. Okay. Bây giờ mình sẽ thử một vài game đi ha. Vô game thì các bạn sẽ chọn đây là một cái máy hack hand. Khi mà mở máy các bạn sẽ chọn cái mục hand này. Còn đối với cái máy mà 2000 hoặc 2100, 2500 hack full thì các bạn sẽ không cần chọn cái hand này. Các bạn chỉ vào chơi game thôi. Thì đối với con này nè, con màu xanh này nè là máy hack hand. Thì mình sẽ chọn cái mục hand, các bạn hiểu không? Nếu mà có cái gì thắc mắc á, các bạn cứ nhắn tin Zalo với mình, mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn. Thì game mà mình sẽ vô cái mục webman là mình chơi nè. Đó, game PS3 trong đó còn rất là nhiều các bạn. Đó, và game PS1 thì các bạn sẽ vô đây. Nhiều quá trời luôn. Sao mà chơi hết. Ok, bây giờ mình sẽ chơi thử một vài game đi ha. Đầu tiên là game đá bát đi. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Hát mang cái gì á, cứ bình luận bên dưới mình sẽ trả lời hát đắp cho các bạn. Thì cái bản này cũng là một cái bản update mới. Cái bản mình đang nói là bản bet nè. Thì sẽ sớm thôi mình sẽ up lên cho các bạn để các bạn download về. Thì đây là một cái bản mà đội tuyển Việt Nam, câu lạc bộ Việt Nam bình luận tiếng Việt. Chọn đổi thôi.
sẽ đá Việt Nam V-League nè, có Hải Phòng, xong là Nghệ An rồi mấy cái đội của Việt Nam thì đây cũng là một cái bảng mới các bạn. Mình đá thử với xong là Nghệ An. Máy có nhiều người bán mà đúng không, thì các bạn có thể mua của người khác không sao hết, chung quy nó là tiền nào của đó thôi các bạn. Thì mình cũng nói, mình cũng nói luôn rồi đó, thì bây giờ con máy này hiện giờ trên thị trường á chết chip và chip chết HDMI rất là nhiều, và họ đóng là họ bán, nhưng mà những cái máy mà đóng chip lại đó sử dụng không có lâu, nó bị hở chip á các bạn. Nói nôm na vậy để các bạn dễ hiểu, chứ mà nó sâu xa hơn thì nó sẽ hơi khó hiểu. Nhưng mà nó khi hở chip ra nữa thì mình sẽ sửa cái máy, rất là mắc tiền, gần cả triệu bạc, đúng không? Mà nó xài nó không có bền nữa các bạn. Máy mình bán thì mình sẽ kèm hai tay cầm, là ổ cứng là 500GB, thì cơ bản là nó sẽ đầy đủ hết rồi, mình sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều, tùy các bạn chọn thôi. Mua của ai cũng được mà, không sao hết. Ok, bây giờ mình sẽ chơi một cái game khác đi ha. Hoặc mắc cái gì đó, cứ bình luận bên dưới mình sẽ trả lời. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Mình chơi thử một vài game khác trên PS3. Thì game PS3 đồ họa rất là cao các bạn. Thì tầm trung bây giờ so với PS4 á, thì nếu mà các bạn mua PS4 thì bạn hỏi là tại sao mua PS3 mình không mua PS4 đi. Vì PS4 á, nếu mà mình mua cái máy hát á, thì nó cũng hoàn tầm, nhưng mà máy ngon á, kèm có một tay thôi đó, nó cũng tầm khoảng 5 triệu rồi. Nhưng mà nó cái máy hát, thì nếu mà các bạn mua cái máy không hát thì nó cũng ngang tầm máy PS3. Nhưng mà các bạn phải mua cái game, nó rất là tốn tiền đúng không? Các bạn không thể so sánh vậy được. Cũng có một cái tầm tiền, nhưng tại sao không chọn cái game? Đây là một cái game GTA 5. Tập trung mình chơi cái con này là được rồi. Okay, mình đợi nó vào game tí nha. Hết lâu.
mình sẽ để dưới phần mô tả luôn, các bạn có thể là nhắn vào đặt hàng hoặc là nên là liên hệ Zalo trực tiếp với mình, mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Game mình chơi hành động nha. Cho một tí thôi, bây giờ mình sẽ thử một cái game khác nghe. Rồi giờ về nghỉ ngơi đi, thoải mái đi nha. Này có gì alo chú vậy đó, về chiều về đây là alo đúng không? Rồi về nghỉ ngơi xíu nữa đi là tính ha. Rồi. Ok. Sẽ chơi một game khác, một game tổng trí đi các bạn. Đây là bản hay nhất trên máy PS3. Xiao Dun Su Hong, người Trung Quốc không? Đó, bệt ba đồ hả? Cao đỉnh không? Từ bây giờ mình chơi mong web 3 cũng khá hợp lý rồi các bạn.
Nếu bạn mua chỗ khác cũng được, nhưng quan trọng là mình phải tìm được chỗ nào đó hợp lý, và quan trọng nhất là chất lượng và dịch vụ. Mình chỉ quan tâm hai điều đó thôi. Ok. Sẽ có game khác đi. Alo, em ở Tây Ninh thì hôm trước có đặt shop ở đây bà đúng Ok, không? các bạn nhớ like và đăng ký kênh Rồi giúp mình. phòng Có lái gì thì thắc các mắc bạn á, Zalo em có cứ bình sẵn luận bên cái dưới, mình sẽ trả lời thắc mắc số cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.